một đám người bị oán khí kéo tới huyền huyễn chi cảnh, mở ra địa ngục trò chơi, hơi không cẩn thận sẽ chết không có chỗ chôn. Vốn đều làm tốt một cấp chiến đấu chuẩn bị, hệ thống đột nhiên thông báo bắt đầu muốn trước tổ CP. Tạ lăng trần liếc mắt một cái nhìn đến đáng tin cậy đại lão, gọn gàng dứt khoát. Nếu không hai ta thử xem. Chương một. Nếu không thì hai ta thử xem. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Quán thôn Trò chơi bắt đầu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Quán thôn Đêm thứ nhất liền người chết Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Quán thôn Có thể tín nhiệm ngươi bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Quán thôn Nửa thật nửa giả hệ thống. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Quán thôn Doãn thanh nhã đi qua. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 oán thôn. Doãn thanh nhã chấp niệm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Quán thôn Nhận được sự tha thứ của nàng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Thấy ác mộng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Hoang đảo. Tiếng đảo. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.